Thưa quý vị, theo đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam, trưa 4 tháng 11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và dự tiệc chiêu đãi của Tổng thống Pháp tại Phủ Tổng thống. Tại cuộc hội kiến, Tổng thống Pháp cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang y tế cho nhân dân Pháp trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020. Thông báo Pháp hỗ trợ thêm cho Việt Nam 400.000 liều vaccine qua kênh song phương và 970.000 liều vaccine qua cơ chế COVAX, nâng tổng số vaccine Pháp hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 2 triệu liều. Thủ tướng mong muốn Pháp tiếp tục hỗ trợ trang thiết bị y tế, chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị COVID-19, hỗ trợ nâng cao năng lực y tế của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Tổng thống Pháp đánh giá cao vai trò trung tâm của ASEAN và khẳng định an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông. Hai bên nhất trí tích cực triển khai và tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, đồng thời thúc đẩy quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA, nhất trí ra tuyên bố chung. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng thống Emmanuel Macron sang thăm Việt Nam. Tổng thống Pháp đã vui vẻ nhận lời.